xin cảm ơn Dạp Đẹp Yến Sương, Dạp Cưới Tuấn Sim đã trở về chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay. Liên tục chương trình, trân trọng giới thiệu chị Đặng Thị Thu, đội trưởng đội văn nghệ xã Thanh Tân có lá hoa tươi thắm chúc mừng. Và trân trọng kính mời anh Phan Thanh Liêm, chủ nhiệm câu lạc bộ Bạn Yêu Nhạc huyện Kiến Sương lên nhận hoa. Tân Vinh đã trở về chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay. Liên tục chương trình tặng hoa, trân trọng giới thiệu và vượt qua ý nghĩa của ca sĩ Thanh Tùng Bôi Rôm, huyện Tiền Hải. Liên tục chương trình, trân trọng giới thiệu. Trân trọng giới thiệu và kính mời nhận hoa. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều ông Tạ Xuân Tình, giám đốc công ty tổ chức sự kiện và truyền thông FPT Media, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Long Phát Group đã trở về chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay. Thái Thủy xin mời lá hoa của Mạnh Tưởng Audio làm công tác chuẩn bị. Cảm ơn lá hoa tươi thắm của tất cả các anh chị em đến từ câu lạc bộ Bạn Yêu Nhạc huyện Thái Thụy. Liên tục chương trình, trân trọng giới thiệu Mạnh Tưởng Audio có lá hoa tươi thắm chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu anh Phan Thanh Liêm, chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Câu lạc bộ Bạn Yêu Nhạc huyện Thái Thụy lên nhận hoa. Xin trân trọng cảm ơn Trần Hải Tiến là nhà tài trợ kim cương chương trình tham quan của câu lạc bộ Bạn Yêu Nhạc huyện Kiến Sương, và xin mời có đôi lời phát biểu chúc mừng cho chương trình, trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa quý vị khán giả, kính thưa các câu lạc bộ Bạn Yêu Nhạc, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho nhà tài trợ xin gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả cũng như các câu lạc bộ Bạn Yêu Nhạc của toàn tỉnh Thái Bình lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính chúc đêm nhạc câu lạc bộ Yêu Nhạc huyện Kiến Sương thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Sự kiện Thanh Tùng Vũ Hội đã trở về chúc mừng chúc buổi về giao lưu gặp mặt kỷ niệm 5 năm ngày thành lập câu lạc bộ Bạn Yêu Nhạc huyện Kiến Sương buổi tối ngày hôm nay. Liên tục chương trình, trân trọng kính mời lá hoa tiếp theo. Mời huyện Tiền Hải trở về chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh Phan Thanh Liêm, chủ nhiệm câu lạc bộ Bạn Yêu Nhạc huyện Kiến Sương lên nhận hoa. Nhìn rõ anh.
chức sự kiện Nhà hàng Tuệ Phụng, nơi diễn ra chương trình giao lưu gặp mặt kỷ niệm 5 năm thành lập câu lạc bộ Bạn Yêu Nhạc Huỳnh Kính Sương buổi tối ngày hôm nay. Và xin được trân trọng sẽ có đôi lời phát biểu chúc mừng. Kính chào các quý vị đại biểu khách quý, kính chào các bác, các anh, các chị, các bạn đang có mặt tại Nhà hàng Tuệ Phụng trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa các bác, các anh, các chị và các bạn, rất vinh dự cho Nhà hàng Tuệ Phụng hôm nay được đón tiếp các quý vị đại biểu khách quý, các anh, các chị và các bạn khắp mọi miền đất nước trở về đây dự buổi liên hoan văn nghệ nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập câu lạc bộ huyện Kiến Sương. Tôi thay mặt Nhà hàng Tuệ Phụng xin được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, các anh, các chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất, chúc đêm biểu diễn thành công rực rỡ, chúc tình đoàn kết của các đơn vị mãi mãi gắn bó. Xin cảm ơn.
lớn cho màn chống hội đến từ đội chống của làng An Cơ, xã Thanh Tân. Có chụp có những cái xấu không mà thôi rồi không. Vì sao lá hoa tươi thắm? Cũng sao với cô lên chưa? Anh Ngọc đâu? Ngọc Te đâu? Ngọc Te đâu? Ngọc Te đâu? Long ơi! Tú đâu? Lấy sân khấu đi! Tú đâu ơi? Ngọc Anh nhỉ? đằng sau đứng ra khe gáy ấy, con giữa đỡ mất đầu ấy. Ê anh đằng sau mấy em đằng sau đứng ở giữa khe ấy, đỡ mất đầu. Đứng xa. Thắng đứng lui đây. Anh Ngọc cao phết nhỉ? Lấy cái mặt được. Anh em một lát quay clip ấy. Anh em 2-3 với tay nhé. Rồi. Okay. Chụp đây. À đây. Okay. Nhìn đây. Chụp đây. Ai.